Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh ha. Thị trường của chúng ta ở trong cái giai đoạn tuần sau đó là cơ hội lên tàu cho anh chị mình hay là cơ hội để rời tàu, và nếu là lên tàu thì anh chị nhà đầu tư mình có thể là chú ý tới những cái mã cổ phiếu nào ở trong cái giai đoạn tuần sau để chúng ta có những cái hoạch định rõ ràng hơn về thị trường và cũng như là có cho mình những cái danh mục về cổ phiếu khỏe rồi, thì cái anh chị nhà đầu tư mình cần là nên làm gì ở trong cái bối cảnh thị trường đi ngang và nó có những cái xu hướng tích lũy là tương đối dài như thế này mọi người ha. Và cũng như là trong cái cuối tuần thì em có chắt lọc được một vài cái mã cổ phiếu mà để cho anh chị nhà đầu tư có thể nốt lại và quan tâm ở trong cái giai đoạn sắp tới của thị trường, để cho anh chị nhà đầu tư mình có những cái xu hướng đánh giá lại tổng quan cổ phiếu và cũng như là cái dòng tiền hiện tại của thị trường nó còn an toàn cho mọi người có thể tham gia hay không. Và nếu mà tham gia vào thì anh chị nên chọn lọc những cái mã cổ phiếu khỏe, và tất nhiên sau đây sẽ là những cái mã cổ phiếu khỏe mà sau khi nhận định thị trường xong thì em sẽ phổ biến cho anh chị nhà đầu tư ở một số góc độ về lấy vị thế anh chị ha. Về cái mặt là dòng tiền của nước ngoài ở trong cái giai đoạn gần đây thì anh chị có thể thấy là người ta liên tục bán ròng. Bán ròng ở đây chủ yếu đến từ những cái yếu tố là cơ cấu quỹ và cũng như là cơ cấu NAV cuối tháng của quỹ, đúng không ạ? Bên cạnh đó về về cái việc gọi là hút tiền qua kênh tín phiếu làm cho các cái yếu tố về mặt gọi là tỷ giá nó bị lo ngại anh chị. Cho nên là đoạn này các yếu tố về nước ngoài người ta bán ra cũng đều là điều dễ hiểu ha. À, về cái mặt là tự doanh thì anh chị có thể thấy là đoạn này người ta cũng không có yếu tố về người mặt gọi là bán ròng quá nhiều, chủ yếu là cơ cấu lại một số cái danh mục và thực hiện các cái yếu tố chắt lọc cổ phiếu. À, và cũng như là thị trường trong cuối tuần vừa rồi thì anh chị có thể thấy đó là vernix của chúng ta, nếu mà xét về cái biến động gọi là 3-4 phiên gần đây thì chúng ta có thể thấy là các cái mặt vận động đi ngang ở trong một cái vùng tích lũy như thế này của thị trường nó làm cho tâm lý của chúng ta rất là chán nản và rất là lo sợ, đúng không? Tại vì chúng ta đã quá quen với cái việc đó là mua là có lãi, mua là cổ phiếu chạy. Cái tâm lý của nhà đầu tư mình nó đã được hình thành lên một cái giai đoạn rất rõ nét ở trong cái giai đoạn là từ vùng 1.100 điểm đi lên tới vùng này. Tức là thị trường của chúng ta anh chỉ cứ mua là hôm sau nó sẽ có biến động, mặc dù là biến động tăng hay là biến động giảm gì đó mình không biết, nhưng mà nó sẽ có biến động làm cho anh chị nhà đầu tư mình nó mang cái tâm thế là thanh thoát và thoải mái hơn rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà giai đoạn hiện tại thì anh chị có thể thấy là kể từ lúc mà vernix của chúng ta hồi từ cái vùng 1.240 này đi lên thì gần như là cái biến động của thị trường, cụ thể hơn là những cái mã cổ phiếu thị trường anh chị, nó gần như là nó không cao, làm cho nhà đầu tư của mình mang một cái tâm lý là rất là dè chừng và rất là chán nản. Bằng chứng ở đây chúng ta có thể thấy là lực cầu của thị trường bắt đầu có những cái dấu hiệu về việc suy giảm tương đối rõ rệt. Lực cầu ở đây nó có thể hiểu ra làm hai cái. Một là tâm lý nhà đầu tư của chúng ta có những cái xu hướng về việc là dè chừng đối với thị trường khi mà vernix của chúng ta đang gặp lại cái vùng cản trên, là cái vùng cản gọi là 1.300 điểm mọi người ha. Vùng thứ hai ở đây là mọi người có thể thấy là tuần vừa rồi có rất là nhiều thông tin và cũng như là sự cố của thị trường của mình, đó là về việc là VND người ta bị hạn chế giao dịch. À, đúng không anh chị? Về việc là để đang fix lại những cái lỗi mà do bên hacker người ta gây ra. Và cũng như là trong cái thời điểm hiện tại có những cái xu hướng về việc gọi là hấp lại những cái vùng cản cũ của đa số các mã cổ phiếu. Ví dụ cho anh chị thấy là như là những cái cổ phiếu ngân hàng đi ha. Đoạn này khi mà cổ phiếu bắt đầu có những cái xu hướng là phục hồi và hướng lên rồi thì đoạn này các cái mã cổ phiếu bắt đầu ở trong cái trạng thái là hấp thụ cản cũ, hấp thụ nền như thế này. Và đặc biệt là những cái mã cổ phiếu này hầu hết là những cái mã cổ phiếu thị trường, mà những cái mã cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Và khi những cái mã cổ phiếu dẫn dắt thị trường này nó không chạy, nó không bung lên anh chị, thì thị trường của chúng ta nó vẫn chưa thể nào mà nó có yếu tố bứt phá được. Tại vì thị trường của mình là một cái thị trường mang cái tính chất là dòng dẫn, đúng không ạ? Thì phải bắt buộc phải có một cái dòng nào đó nó dẫn dắt, nó bùng nổ trước thì thị trường của chúng ta nó mới đi lên được. Em lấy ví dụ cho anh chị nhà đầu tư như là cái thời điểm mà tháng 12, tháng 11 ấy, dòng ngân hàng nó bùng nổ rất là mạnh. Đấy, hầu hết những cái mã cổ phiếu như MB, ACB, BIDV, Techcom thì mới đây ấy nó bùng nổ rất mạnh. Thì ở trong cái dòng phía sau đó chúng ta có cái sự bảo chứng của một cái nhóm ngành dẫn dắt, thì khi đó thị trường của chúng ta đi lên rất là tốt. Nhưng giai đoạn hiện tại là cái giai đoạn mà hầu hết những cái mã cổ phiếu leader nó ở trong cái trạng thái là nghi ngờ và cũng như là hấp thụ cản cũ, cho nên là đoạn này vẫn chưa có yếu tố về mặt gọi là bứt thoát cùng với thị trường được. Cho nên là tâm lý giai đoạn hiện tại của anh chị nhà đầu tư mình ở trong cái tư thế là tương đối gọi là dè chừng đối với thị trường qua một cái thanh khoản nó tương đối bé như thế này, đúng không ạ? Nó giống như là cái giai đoạn phía trước khi mà vernix của chúng ta trải qua một cái quá trình gọi là rũ bỏ tương đối mạnh, hoặc là một cái quá trình gọi là điều chỉnh nhẹ, đúng không ạ?
Thì ở những cái quá trình như thế này anh chị nè, thị trường cứ đi lên vận động gọi là sideways ở trong một cái biên giao dịch với khối lượng thanh khoản nó không hề mang một cái tính đột biến, và lên tới đây nó cũng như thế. Và mỗi lần thị trường của chúng ta nó vượt cản hay là nó chạm kháng cự anh chị, thường nó sẽ có những cái xu hướng về việc gọi là tích lũy hay sideways trở lại ấy. Cho nên là mọi người hình dung ra cho em ở trong cái thời điểm hiện tại đó là vernier của chúng ta, khi mà mọi người đều kỳ vọng về một cái biên giao dịch đó là bùng nổ của thị trường vượt qua khỏi cái vùng cản 1.300, thì em đánh giá là tâm lý của anh chị nhà đầu tư đoạn này, anh chị nhà đầu tư đang bị quá nóng vội rồi, đang bị quá nóng vội rồi anh chị ha. Thì bên mình có một cái kịch bản như thế này cho anh chị nhà đầu tư, mình nói rất là lâu từ cái thời điểm gọi là 22 tháng 3 rồi, mình nói thế như thế này, tức là anh chị cứ focus vào những cái nhóm ngành dẫn dắt chính đang có giá đỏ, thì anh chị cứ gom nhặt ở những cái mã cổ phiếu mid cap và cái dòng chứng khoán và bất động sản trong cái dạng hiện tại. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái kịch bản, và nếu mà thị trường của chúng ta nó hành động theo kịch bản nào thì chúng ta sẽ hành động theo kịch bản đó. Em lấy ví dụ như là trường hợp 1, thị trường của chúng ta nó sẽ kéo ngân hàng và sớm bứt phá, đó sẽ là cái điểm bán chốt lời cho anh chị nhà đầu tư mình. Nó giống như là cái giai đoạn gì anh chị, nó giống như là cái giai đoạn năm ngoái ấy, khi mà ở ở những cái vùng như thế này đúng không, ở những cái vùng như thế này nè ấy, ngân hàng nó có yếu tố nó dẫn dắt và nó kéo rất là mạnh, và đây sẽ là những cái điểm bán cho mình và cũng như là thị trường nó nói chung ở trong cái giai đoạn hiện tại, khi mà cái dòng ngân hàng nó có hiệu ứng FOMO, khi mà nó không chờ những cái nhóm khác, không chờ những cái nhóm như là chứng khoán bất động sản nó tăng cùng mà nó tăng một mình một ngựa đấy, nó làm hiệu ứng FOMO cho thị trường, thì khi đó chúng ta sẽ có những cái điểm bán ngắn và khi đó chúng ta sẽ có những yếu tố chốt lời đúng không ạ? Đấy, tức là khi mà kéo ngân hàng thị trường chúng ta nó không hưởng ứng, không đồng thuận theo đúng không ạ, và sau đó nó sẽ có những cú rơi, và hiện tại thị trường nó cũng như thế anh chị. Anh chị nhìn là ngân hàng nó kéo đúng không ạ, một vài cái mã cổ phiếu ngân hàng như là Techcom này, như là ACB, CTG này, đấy nó cũng có những cái xu hướng nó phục hồi, nhưng mà thị trường của chúng ta nó không hưởng ứng theo, nó không có xanh điểm theo. Tức là cái giai đoạn này anh chị nè, thị trường nó kéo, ngân hàng nó kéo, thị trường nó không hưởng ứng, thì chắc chắn với anh chị nhà đầu tư nó sẽ có một cái cú gọi là rũ bỏ nào đó, nếu mà đồng loạt ở trong cái dạng phía sau ngân hàng nó có những cái xu hướng về việc kéo kéo đồng thuận anh chị ha. Còn giai đoạn hiện tại thì chưa, giai đoạn hiện tại anh chị có thể thấy một cái bối cảnh đó là CTG nó chưa có kéo, BIDV nó cũng chưa, hầu hết những cái mã cổ phiếu ngân hàng thì nó không có gây hiệu ứng FOMO. Mà một cái thị trường không gây hiệu ứng FOMO thì chúng ta sẽ lật qua lại cái trường hợp 2, đó là gì, thị trường đi tích lũy trong vùng này và cái sóng mid cap nó vẫn sẽ tiếp diễn. Đây là cơ hội cho anh chị nhà đầu tư mình đánh gọi là đánh phủ đầu vào những cái nhóm như là chứng khoán và bất động sản trong cái giai đoạn hiện tại. Thì anh chị có thể thấy là trong những cái video gần đây mà chúng ta lên chúng ta đi nói với nhau về những cái nhóm ngành hay là những cái điểm mua cổ phiếu, thì hầu hết em đều tư vấn cho anh chị nhà đầu tư là dòng bất động sản nè, ấy banh chỉnh nè, ấy dòng bất động sản rất nhiều cái yếu tố về khuyến nghị của dòng ngân hàng là nên gọi là đứng ngoài, và đoạn này focus vào chứng khoán bất động sản hay là mid cap đi, thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều cho anh chị nhà đầu tư mình. Cho nên là đoạn này thì cái xu hướng của thị trường anh chị hình dung ra nó cũng tương đối giống với lại những cái giai đoạn tích lũy phía trước, đó là sau khi một cái thế đi lên như thế này thì nó phải có những cái yếu tố về mặt gọi là tích lũy lại và hấp thụ lại những cái vùng cản, và đây sẽ là một cái giai đoạn mà nó sẽ không phù hợp cho những anh chị nhà đầu tư nóng vội, mà thay vào đó chúng ta sẽ ưu tiên những cái trạng thái là chúng ta chờ đợi và kiên nhẫn hơn với thị trường mình đúng không ạ. Và cái vùng hiện tại của thị trường đang là cái vùng một vùng biên tích lũy, tức là từ cái vùng kháng cự này chúng ta có là 1295 ha, chúng ta có một cái vùng kháng cự như thế này là 1295, ở đây chúng ta có một cái vùng hỗ trợ ở đây là cái vùng 1260 điểm, và hiện tại cái biên giao dịch của thị trường đó là sẽ là cái biên này anh chị. Thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái xu hướng đi biên như thế này ấy, để có những yếu tố rũ bỏ đi những anh chị nhà đầu tư nôn nóng, rũ bỏ đi những cái lượng hàng người ta bắt đáy ở trong cái dòng phía trước, và cũng như là nó sẽ có những cái xu hướng là hấp thụ lại để làm gì ạ, để hình thành lên một cái nền tảng tăng ở trong cái dòng phía sau. Cho nên là đoạn này mọi người hình dung ra cho em không ạ? Ấy, tức là thị trường của chúng ta đi biên để đi lên, tức là xu hướng của nó vẫn sẽ là xu hướng tăng giá, nhưng ở trong quá trình ngắn hạn đòi hỏi anh chị nhà đầu tư mình phải có những cái yếu tố về mặt là kiên nhẫn hơn đối với lại thị trường của mình. Và cái sai lầm nhất ở trong cái giai đoạn hiện tại của anh chị nhà đầu tư mình đó là cứ đứng núi này trong núi nọ, vì hiện tại anh chị có thể thấy là mỗi ngày thị trường nó kéo một dòng, như hồi hôm bữa thì nó kéo cái gì anh chị, hôm bữa thì nó kéo MBS đúng không, kéo MBS xong ấy, anh chỉ thấy là nó có những xu hướng là điều chỉnh lại ngay. Ví dụ như nó kéo DG thì anh chỉ thấy là hôm sau nó kéo DG xong nó điều chỉnh lại ngay. Tức là thị trường của mình nó sẽ ở trong một cái giai đoạn đó là phân hóa, luân phiên phân hóa đi lên, tăng rồi là giảm, tăng rồi là chỉnh, tăng rồi là tích lũy. Thì cái sai lầm nhất của anh chị nhà đầu tư mình, anh chị nghe thì nó có phải không nha? Tức là anh chị đứng núi này trong núi nọ. Đúng không ạ?
anh chị đứng núi này trông núi nọ, thấy cổ phiếu mình nó điều chỉnh, nó không tăng, nhảy vô đu xanh cổ phiếu khác, hôm sau cổ phiếu này nó điều chỉnh rồi là nhảy liên tục như thế, và mỗi lần chúng ta nhảy chúng ta mất phí, chúng ta lỗ một khoản cũng tương đối lớn. Cho nên cái đoạn này là cái đoạn mà em nghĩ là anh chị nhà đầu tư mình nên có sự nhẫn nhịn trong cái danh mục của mình, nhẫn để thắng. À gì ha, miễn là anh chị nhà đầu tư mình có những cái mã cổ phiếu tốt, có những cái mã cổ phiếu kênh trên, và có những cái mã cổ phiếu có những cái xu hướng được đảm bảo về cái mặt tăng giá của cổ phiếu, đừng nắm cổ phiếu yếu quá là được rồi. Ấy, em lấy ví dụ cho anh chị nhà đầu tư như là những cái mã cổ phiếu như con ghét đi, đúng không ạ? Ấy, mọi người nắm ở đây, anh chị thấy là đoạn vừa rồi ngân hàng nó tăng dữ quá, nhảy vô mua ngân hàng, nhưng mà thực chất là ngân hàng đó nó có chạy ngoài những cái mã cổ phiếu như Techcom hay là những cái mã cổ phiếu như là VIB đâu. Đấy, STB nó ra tin là anh chị nè. Đúng không? STB ra tin này, nó có yếu tố về mặt bùng nó rất tốt, nhưng mà hôm sau ra tin cái nữa là bị lắp ghép ngay. Tức là đoạn này anh chị nhờ tôi mình hình dung đó là chúng ta đứng núi này, chúng ta trong núi nọ, là chúng ta đi gọi là bán đáy mua đỉnh liên tục như thế, chúng ta sẽ bị gọi là bào mòn tài khoản rất là nhanh ở trong một cái giai đoạn sideways như thế này của thị trường. Và đây là cái tính chất đặc thù ở trong cái thị trường sideways, mọi người để ý cho em ở những cái vùng như thế này. Và nhà đầu tư cầm cổ hiện tại á, thì em có một cái lời khuyên như thế này cho anh chị nhà đầu tư mình, tức là nếu mà chúng ta là một cái nhà đầu tư mà chúng ta đánh ngắn hạn, chúng ta trading cổ phiếu, thì em đánh giá đây sẽ là những cái điểm mà anh chị nên ăn biên ngắn. Tức là chúng ta có lãi nhẹ chúng ta bán ra, chúng ta có lãi ít ít chúng ta nhảy ra, chúng ta ao ra vào liên tục như thế anh chị ha. Nhưng sẽ có một cái điểm hạn chế khi mà cổ phiếu nó bùng nổ là anh chị bay hàng ngay, anh chị mất vị thế ngay, và em cũng không có khuyến khích anh chị làm theo cái phương án đó. Cái phương án thứ hai đó là đối cho những anh chị nhà đầu tư cầm cổ, đó là gì ạ? Anh chị cứ kiên nhẫn đối với lại cổ phiếu đi, tại vì sau một quá trình rũ bỏ và tích lũy xong như thế này anh chị ha, thì thị trường của chúng ta nó sẽ kéo bất thình lình lúc nào chúng ta không biết đâu ấy. Tại vì anh chị có thể hình dung là mỗi lần thị trường nó có yếu tố về mặt tạo đáy, thông thường nhà đầu tư của chúng ta ở trong cái trạng thái nghi ngờ không ạ, và bắt buộc những cái vùng này anh chị phải có vị thế sẵn nếu mà chúng ta không muốn FOMO vào, hay là chúng ta không muốn gọi là đánh cược đối với thị trường, đúng không? Cho nên là đoạn này mọi người hình dung ra cho em là đòi hỏi cái sự kiên nhẫn để hướng tới một cái lợi nhuận cao hơn cho anh chị nhà đầu tư mình. Thị trường có thể là nó sẽ quay nó đi thêm một cái biên đâu đó tầm khoảng là 10 điểm 15 điểm đi chẳng hạn, nhưng mà em đánh giá đó không phải là cái điều cần thiết. Như em anh chị hình dung ra là những cái dòng phía trước nè, đúng không, anh chị cứ trade đi vùng này liên tục như thế, ok có thể là một hai ngày anh chị có lãi, nhưng mà ở trong cái dòng phía sau anh chị cứ trade đi như thế, anh chị mua biên dưới nè, bán biên trên nè, cứ mua biên dưới bán biên trên, bán từ một cái lúc nào đó thị trường của chúng ta tạo đáy đủ ổn nó sẽ bay luôn, và khi đó anh chị mất hàng mất vị thế, đòi hỏi chúng ta phải mua lại giá cao hơn. Mọi người có hình dung không ạ? Cho nên là đoạn này thì theo góc nhìn của em đó là anh chị nên cho thị trường mình những cái sự là kiên nhẫn. Còn đối với những anh chị nhà đầu tư cầm tiền, một lát nữa em sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư mình một số cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể là cân nhắc vị thế ở trong cái giai đoạn hiện tại nha. À, về thị trường chung thì đó là những cái góc độ của em, và dự kiến anh chị nhé, dự kiến thì tuần sau thì cái thanh khoản của thị trường mình nó sẽ có yếu tố được cải thiện liên quan tới cái khung giao dịch của VND. Khi mà VND được giao dịch lại thì gần như anh chị hình dung ra là thanh khoản chắc chắn nó sẽ được cải thiện, vì một cái thị trường anh chị ấy, VND nằm top 3 trong cái thị phần ấy, có thể gọi là một cái đóng góp một cái lượng thanh khoản nó không hề nhỏ đâu. Đấy, cho nên là khi mà VND được giao dịch lại thì anh chị hình dung ra là thị trường mình nó sẽ có những cái xu hướng khởi sắc hơn tương đối nhiều ở trong cái giai đoạn hiện tại. Cho nên là mọi người cứ hình dung ra về cái yếu tố lực cầu, và khả năng cao là khi mà VND được giao dịch lại thì cái áp lực cung hàng nó sẽ có những yếu tố tồn động ở trong một cái giai đoạn ngắn hạn, thì anh chị có thể là hình dung ra là thị trường chúng ta nó sẽ có những cái xu hướng là test gap. Đấy, tại vì sao? Tại vì ở đây nè, mọi người hình dung là ở thị trường tạo ra hai cái vùng gap liên tục rồi nhưng mà nó hụt cầu, đúng không? Khi mà tạo ra hai vùng gap liên tục như thế này mà bị hụt cầu anh chị, thì nó sẽ đi test lại xuống tiếp cái vùng hỗ trợ phía dưới, hoặc là test xuống lại cái vùng gọi là gap bên dưới, là cái vùng gap ở đây là 1280 như thế này. Thì anh chị lưu ý giúp em là đầu tuần khả năng cao thị trường mình nó sẽ có yếu tố về mặt biến động ngắn hạn, nhưng em đánh giá nó sẽ là không cần thiết nếu mà anh chị đang có một cái vị thế nó đủ tốt, những cái mã cổ phiếu nó khỏe. Những cái mã cổ phiếu khỏe là những cái mã cổ phiếu mà khi thị trường điều chỉnh anh chị không bị lung lay bởi cái vị thế của mình ha. Ví dụ khi thị trường điều chỉnh anh chị đang có lãi 10%, nó điều chỉnh xong anh chị còn lãi 8% vẫn ok, đó là những cái mã cổ phiếu tốt, đúng không mọi người? Ấy, và đặc biệt là tuần sau anh chị vẫn nên chú ý cho em những cái mã cổ phiếu mid cap, dòng đầu cơ và những cái mã cổ phiếu chứng khoán và bất động sản. Tại vì sao em không khuyến khích anh chị nhà đầu tư vào ngân hàng, thì đoạn này em có thêm một kịch bản mà mình đi xuyên suốt với nhau trong hệ thống khách hàng của mình, đó là cái kịch bản đó là banh nó kéo sớm ấy, thì thị trường nó lại không có yếu tố về mặt ngon,
đúng không ạ? Em có chia sẻ là anh chỉ có thể xem lại cái video này về cái sóng đồng thuận, về cái sóng tổng thể nha. Cái sóng tổng thể là cái sóng mà không chỉ ngân hàng đâu, mà tất cả các nhóm ngành khác nó phải có những cái xu hướng về việc gọi là neo lại ở những cái vùng phía trên. Ví dụ như bây giờ ngân hàng nó ở đây rồi, trong khi những cái mã cổ phiếu như đầu tư công hay là bất động sản, một vài cái mã cổ phiếu bất động sản nó ở dưới đây à, thì đòi hỏi ở một cái sóng tổng thể là những cái mã cổ phiếu bất động sản ở phía dưới nè nó phải ngoi lên được đây ha, nó phải ngoi lên được ở những cái mẫu hình tương tự đối với lại cái dòng ngân hàng á, thì khi đó con sóng tổng thể nó mới xảy ra, và khi đó ngân hàng nó kéo thì thị trường nó mới an toàn. Còn đoạn này khi mà ngân hàng nó ở đây mà tự nhiên nó kéo luôn một cái anh chị, mà không có sự đồng thuận của những ông ở dưới này nè, thì thị trường chúng ta nó sẽ có yếu tố rủi ro. Đó là cái minh chứng cho tại sao mà thị trường đoạn vừa rồi nó rơi rớt anh chị nhá, rơi rớt ở đoạn này. Thì mọi người lưu ý giúp em là tại sao ngân hàng kéo và thị trường tạo đỉnh lên như thế đấy ha. Ấy, đầu tiên sẽ là một số cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể tham khảo trong cái đoạn phần sau, đó là con Nam Long. Em đánh giá cũng là một trong những cái mã cổ phiếu tương đối đẹp ở trong cái giai đoạn hiện tại. Bản chất của con Nam Long á, thì anh chị hình dung ra là cái phiên giao dịch ngày thứ sáu nó có yếu tố về mặt điều chỉnh trở lại, nhưng mà khối lượng thực bán ra thì nó không có bao nhiêu cả. Khối lượng ở đây thực sự mà nói là những nhà đầu tư kẹp hàng, người ta có những cái xu hướng người ta kỳ cung hết rồi, và ai cần bán là cũng đã bán ra quanh vùng này rồi. Và những cái mã cổ phiếu như Nam Long hiện tại đang test lại hỗ trợ rất là tốt, đúng không mọi người? Và con này cái điều kiện tiên quyết của em á, đó là cổ phiếu đã có những yếu tố hiệu ứng về dòng tiền vào rồi ấy, cũng như là trong cái tuần trước đây nè, cái video này nè, cái video mà em nói chắc cũng là nổ hũ, nhiều anh chị nhà đầu tư mình gọi là cũng có tham khảo được cái video này nè. Thì cái video mà em nói về cổ đất chấp chỉnh này thì em có nói về con BDR ấy, con Khang Điền ấy. À, em xin lỗi, đó là con Phát Đạt ấy. Ấy, thì nói về cái video này thì anh chị nhà đầu tư gọi là lúc đó là BDR nó chưa chạy đâu. Ấy, và em có nói về video này là trong cái tuần vừa rồi BDR chạy rất là tốt, thì đoạn này anh chị có thể tham khảo một cái trường hợp thứ hai là con Nam Long, vì một cái mã cổ phiếu có dòng tiền vào rồi, ấy test lại cản cũ, khối lượng kỳ cung, và anh chị hình dung ra là cái con này hiện tại đang vận động theo một cái mẫu hình tương đối tốt, tức là mẫu hình gì anh chị? Mẫu hình hai đáy lớn, đúng không? Ở đây chúng ta có một cái mẫu hình hai đáy lớn đối với cổ phiếu. Ấy, ở đây cho có một cái mẫu hình hai đáy lớn, và hai đáy này đã được xác nhận bằng cái pha tăng đầu tiên của nó rồi. Và cái bản chất của cái con này á, thì thường nó hay tăng theo cái dạng gọi là nền trong nền đó anh chị. Mọi người thấy không? Tức là sau khi mà cổ phiếu nó có những cái xu hướng là vượt kháng cự ấy, thì thường nó sẽ có những cái xu hướng test lại cái vùng nền cũ, đúng không? Test xong khối lượng kiện nó lại tăng tiếp, test xong khối lượng kiện nó lại tăng tiếp, tức là mỗi lần nó tăng giá nó đều tạo ra một cái nền ấy, tức là nền trong nền đó anh chị. Đó thì đó là những cái cách vận động của con Nam Long này. Thì anh chị hình dung là cái giai đoạn hiện tại nó cũng như thế. Con này nè, vượt kháng cự anh chị nè, nó quay về nó test lại cái vùng gọi là đỉnh cũ và kháng cự của nó, đúng không ạ? Và hiện tại đang tạo ra một cái biên giao dịch như thế này, thì khả năng cao ở trong cái đoạn tuần sau test về lại cái vùng phía dưới sẽ là cái điểm mua cho anh chị nhà đầu tư, hoặc là cái điểm gia tăng cho anh chị nhà đầu tư. Và khi đó chúng ta sẽ tiếp tục cái mẫu hình nền trong nền để chúng ta có một cái vị thế cao hơn trong cái dòng phía sau, và vùng kỳ vọng của mình trong ngắn hạn đó là sẽ là cái vùng 48 trước mắt. Ấy, con này upside rất là to anh chị nha. Nếu mà thật sự để kỳ vọng con này ở trong cái sóng bất động sản thì em hoàn toàn có kỳ vọng con này về lại cái vùng gọi là kháng cự cũ của nó, là cái vùng giá là 55. Đoạn này anh chị nào mà có hàng cứ lưu ý là tiếp tục giữ ở quanh cái vùng này cho mình. Tại vì bên mình á đã nắm BDR, DG từ những cái vùng chân sóng phía dưới này đánh lên rồi. Nhưng mà thật sự á, em không có thích bán ở những cái vùng như thế này. Tại vì khi mà anh chị nhà đầu tư mình mà chúng ta có follow em, chúng ta có đồng hành cùng em, anh chị đều biết là khi mà chúng ta đã có một cái vị thế tốt rồi, là cái vị thế này bây giờ là nhiều người thèm lắm mà người ta không có vào được, đúng không? Giờ cho anh chị nhà đầu tư gọi là đầu tư lại, hay là cho anh chị quay về cái dòng phía trước, em cá với mọi người đó là mọi người không có muốn chốc non đâu. Ấy, mọi người có vị thế tốt là mọi người cứ giữ thôi, chứ còn bây giờ anh chị nhà đầu tư mua bán là liên tục như thế ấy, gặp cái lúc mà thị trường thuận nó không sao, nhưng mà gặp những cái lúc như thế này thị trường điều chỉnh như hai cây thế là tái mặt mày rồi, đúng không ạ? Cho nên là đoạn này mọi người lưu ý cho em về những cái mẫu hình như là con DG này, rũ bỏ xuống thì chúng ta gọi là mất vị thế ngay, đúng không? Không có một cái vị thế đẹp ngay. Thì con Nam Long này hiện tại đang là một trong những cái vùng vị thế tương đối tốt. Ấy, một cái mã cổ phiếu khi mà nó vừa tạo đáy lớn xong thì chắc chắn với anh chị nhà đầu tư kiểu gì nó cũng sẽ mang lại cho anh chị nhà đầu tư một cái biên độ lợi nhuận cực kỳ to. Tức là khi mà một cổ phiếu mà nó tạo xong những cái mẫu hình lớn của nó, ít nhất cũng phải cho anh chị 50%. Ở đây chúng ta cho trước mắt là một cái target ngắn thôi. Mọi người hình dung này, con Nam Long này, mọi người thấy không? Khi mà nó vượt đỉnh ai cũng chê nó cao, ở đây cao, cao, đỉnh, 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 các kiểu. Đấy, nhưng mà chả hiểu kiểu gì anh chị cứ đi đoán định, khi mà dòng tiền nó vẫn ở đây mà không có thấy về mặt gọi là khối lượng phân phối nó xảy ra, thì anh chị cứ liên tục đoán định để làm cái gì? Khi đó là cổ phiếu của chúng ta nó
chín mùi rồi anh chị, nó sẽ chạy cho mọi người một cái phiên, một cái nhịp chạy nước rút rất là mạnh. Vì hiện tại anh chị cứ nhìn nè, dòng tiền đi vào rồi mà có khối lượng thoát hàng ra không? Không có khối lượng thoát hàng ra. Và đánh cái con cổ phiếu này á, thì em đánh giá là nó cũng tương đối an toàn, mặc dù nó không mạnh như là BDR hay là DG thôi, nhưng mà bản chất con này đánh tương đối an toàn ở một cái giai đoạn đó là mẫu hình nền trong nền, tức là mỗi vị thế của anh chị nhà đầu tư đều có những cái hỗ trợ để chúng ta tham gia vào, đúng không ạ? Thì đây nè, đấy, những cái mã cổ phiếu này khi mà nó làm gì anh chị, nó có những cái xu hướng nè, kéo xả tại vùng đỉnh nè anh chị thấy không, kéo xả liên tục, khối lượng to cho bá lửa này nè, đúng không ạ? Ấy, kéo xả liên tục như thế tạo ra hiệu ứng FOMO, gãy nền đi với một biên độ rất là lỏng, khi đó anh chị hãy sợ đỉnh. Ấy, bất kỳ cổ phiếu nào trong cái đoạn hiện tại nó cũng như vậy. Ấy, tức là con nào mà đoạn này đi kéo xả hay là có những cái xu hướng về việc là gãy trend, ấy, gãy mẫu hình, thì anh chị hãy gọi là hãy sợ đỉnh. Con đoạn này nó có gì đâu mà đỉnh anh chị, đúng không? Xu hướng kem tăng giá nó vẫn còn đấy, nên trong nên nó vẫn ở đây, dòng tiền lớn nó vẫn ở đây. Thì anh chị hình dung ra cho em ở những góc độ về tiềm năng của con Nam Long này, vùng vị thế anh chị có thể mua là quanh đây luôn, và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng lên hai cái vùng target mà anh chị mình có thể là kỳ vọng ở trong một cái giai đoạn là ngắn hạn anh chị ha. Ấy, còn cái dòng bất động sản thì em đánh giá là trong cái giai đoạn hiện tại thì anh chị vẫn có thể là tập trung gồng cho em ở những cái mảng cổ phiếu như là DG hay là DG hay là BDR anh chị. Ấy, những cái mã cổ phiếu top đầu thì ở trong những buổi livestream mình có nói với nhau rất là nhiều rồi, DG, BDR, Nam Long, Khang Điền, Nam Tử Liêm các kiểu, đúng không? Còn những cái mã cổ phiếu loại 2 anh chỉ thấy đó là nó sẽ có những cái xu hướng là chậm hơn những cái mã cổ phiếu loại 1, tức là nó tăng chậm hơn và hiện tại nó chưa có yếu tố vượt đỉnh. Đối với những cái loại này nè, cái cổ phiếu loại 2 anh chị mọi người phải có cái sự chắc lọc rất là kỹ anh chị ha. Em lấy ví dụ như nếu mà anh chị đánh cái loại 2 này, em nghĩ là cái con mà ok nhất cho anh chị vào chỉ có con Đất Xanh thôi, chứ còn bản thân những cái mã cổ phiếu như là Nam Long hay là Hà Đô hay là HDC như này, Nhà Bà Rịa Vũng Tàu như này, thì em đánh giá nó cũng không có ok ở trong một cái biên độ là thanh khoản cho anh chị nhờ tư mình. Em lấy ví dụ như là con DG này, con Đất Xanh này, hiện tại nó làm gì anh chị? Nó test là hai cái vùng kháng cự cũ này. Ấy, dòng tiền người ta liên tục người ta bơm thổi vào và không có yếu tố thoát ra, thì đây là một trong những cái vùng test lại, reset lại vì thế rất là đẹp cho anh chị nhờ tư có thể tham khảo, đúng không? Tại vì lật lại ở trong cái dòng phía trước, cổ phiếu luôn luôn vận động theo cái trường phái như vậy anh chị, đúng không ạ? Lên tới đây nè, gặp lại những cái vùng đỉnh cũ thì sao anh chị? Tích lũy lại, tách lại, khối lượng thấp là chuyện bình thường. Cái anh chỉ cần là chúng ta định lượng xem là cái ở đây có tiền lớn người ta thoát ra hay chưa, hay là cái tiền lớn người ta vẫn duy trì, người ta nằm ở đây, thì anh chỉ cần gọi là kiên nhẫn, có vị thế xong cầm cổ ngon thì ôm là thắng thôi, đúng không? Thì cứ ưu tiên mà giữ thêm cho em ở những cái vùng này, thì đó là một trong những yếu tố là chúng ta cần phải quan tâm về những cái mã cổ phiếu loại 2. Con nào đang test kháng cự mà nó tốt thì anh chị cứ giữ, con nào mà test kháng cự mà nó yếu yếu quá thôi cứ đảo sang loại 1 mà chúng ta đánh cho nó an tâm nha. Còn Đất Xanh này là sẽ là một trong những cái mẫu hình tương đối đẹp, khi mà anh chị hình dung ra nó đang tạo một cái mẫu hình hai đáy như này cũng tương đối là tiềm năng ha, con này tiềm năng. Nhưng mà để mà lựa chọn thì bây giờ anh chị hỏi em là mua bất động sản nào ok hơn em? Em nghĩ là con Nam Long thôi, chứ không có gọi là cứ gọi là loại 1 mà chơi thôi. Ấy, có ai đi chợ mà mua hàng loại 2, loại 3 về chúng ta nấu ăn không anh chị? Ha, cho nên là đoạn này mọi người lưu ý cho em, đó là nếu mà đánh thì đánh Nam Long trước. Nếu mà không có Nam Long rồi hoặc là thích một cái sự lựa chọn khác thì chúng ta có thể là chọn con Đất Xanh này. Ấy, còn chờ nha anh chị nha, em là em không thích những cái mã cổ phiếu như là Novaland. Tại vì anh chị xét, nếu mà xét ở một cái vận động ngắn hạn, mọi người có thể thấy là nó rẻ, nó có yếu tố về mặt gọi là tiềm năng, nó có yếu tố về mặt chân sóng, nhưng mà anh chỉ phải xét theo tổng thể lợi nhuận mà trong quá trình mà chúng ta đầu tư chứ, đúng không ạ? Như em trong cái chu kỳ năm ngoái mình mua con Novaland này 14.7 là quanh cái vùng này ha, mình gom ở quanh cái vùng này rất là nhiều, sau đó cổ phiếu đánh lên mình có một cái khoản lợi nhuận rất to ấy. Nhưng mà cái giai đoạn đó là bên mình là kỳ vọng rất là lớn đối với cổ phiếu và bắt bị gần như là đúng đáy luôn anh chị này. Bắt gần như là đúng đáy luôn. Mình mua cái giá là 17.8 ở trong cái giai đoạn mà rủ bỏ trong giai đoạn trước đó, và sau khi cổ phiếu phục hồi lên gần như anh chị là nó rất là yếu và sau đó bị bán ngược cùng với thị trường ngay. Nhưng mà xét theo một cái tổng thể của cái con bất động sản này thì anh chị hình dung ra nếu mà mọi người có vị thế tốt lắm nha, nếu anh chị có vị thế như em hoặc là gia tăng vùng này như em thì hiện tại anh chỉ hòa vốn thôi mọi người. Đấy, chưa kể những anh chị nhà đầu tư mà mua cổ phiếu yếu á, là anh chị mua gọi là hay FOMO những cái mã cổ phiếu như thế này nè, mua ở đây này hiện tại chưa về bờ đâu, đúng không? Tức là mọi người mua cổ phiếu yếu thì cái biên độ lợi nhuận của nó không có như SHB nè, đúng không ạ? Nắm từ chu kỳ phía trước cho tới chu kỳ hiện tại vẫn là hòa vốn thôi anh chị, có nhiều anh chị còn lỗ nữa, đúng không? Đất Xanh nó còn đỡ hơn, chu kỳ phía trước may ra nó chạy cho anh chị nhà đầu tư, chu kỳ này nó mang cho anh chị nhà đầu tư một cái biên độ hồi phục nó cao hơn là con Novaland. Ví dụ như anh chị mua Novaland ở đây, đúng không ạ? Mua Novaland ở đây, gia tăng ở đây,
Thì bây giờ anh chị vẫn có lãi nhẹ, nhưng mà đánh Novaland đánh kiểu như vậy thì hiện tại anh chị vẫn hòa, đúng không? Mọi người phải lưu ý cho em ở những cái góc độ về mặt chu kỳ của cổ phiếu. Con nào mạnh thì cứ ưu tiên đánh chứ. Như con Nam Long này, anh cũng là một cái chu kỳ như thế, nhưng hiện tại đa phần anh chị đều lãi, không anh chị nào mà lỗ cả. Như con DG chu kỳ hiện tại anh chị đều lãi, không ai mà lỗ cả. Đó là nhận diện của những cái mã cổ phiếu mạnh. Con thứ hai ngoài Nam Long và Đất Xanh ra, anh chị có thể chú ý cho em thêm một con là con Get này, tuần sau đánh rất là ok nha. Đánh rất ok đối với con Get này. Đối với cái dòng điện á, đoạn trước thì em có tư vấn cho mọi người đó là mua một con BC1 và Get. Thì hai con này chúng ta sẽ lựa chọn con Get nhiều hơn. Tại vì căn bản á, đó là con Get. Thì em có quan sát là trong quá trình ở trong cái dòng phía trước á, thì con này nó có một cái pha rũ bỏ rất là mạnh. Đấy, nó rũ bỏ trước cả thị trường, nó rũ bỏ trước cả cái con gọi là leader của nó là con G và con BC1, nó rũ rất là nhiều. Và quay về cái vùng phía dưới này, kích hoạt đà bán tháo rất là mạnh. Nhưng mà ở dưới này anh chị thấy không, khối lượng bán tháo là không còn nữa. Tức là không có ai mà người ta bán ra quá nhiều ở vùng này nữa. Ngay sau đó cổ phiếu gom hàng, đúng không? Gom hàng phục hồi đánh lên. Và hiện tại này, nó một cây sừng sững về cái yếu tố dòng tiền nó nằm ở đây, đúng không mọi người? Trong cái bối cảnh mà nhiều anh chị nhà đầu tư gọi là chúng ta về vùng này rồi, chúng ta đua FOMO này, đua FOMO này, bị gãy ôm hàng này, về phía dưới này tích lũy cho tháng trời. Ở trong khi nhìn những cái mã cổ phiếu khác nó chạy thì tâm lý anh chị nhà đầu tư mình gọi là thường là muốn mong muốn kiếm lợi nhuận, bán ra. Bán ra xong rồi làm gì anh chị, nó kéo một mạch luôn. Tức là nó kéo làm sao cho mà những anh chị nhà đầu tư mà chúng ta đã bán hàng ra rồi, người ta không dám cover lại hoặc là người ta không cover lại được. Thì khi đó nó kéo rất là nhanh và nó kéo rất là thoát, đúng không anh chị? Đấy, thì đoạn này anh chị có thể thấy đó là cổ phiếu bắt đầu có những cái xu hướng về mặt là mẫu hình và rũ bỏ rồi. Đây sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà hiện tại chúng ta sẽ kỳ vọng cho một cái vùng gọi là test xong kháng cự, test xong đỉnh cũ và nó sẽ có những cái xu hướng bứt thoát ở trong cái dòng phía sau. Ví dụ gì chúng ta có thể thấy là cái mẫu hình này thì cái mẫu hình này là nó đang lại hấp thụ hai cái vùng đỉnh cũ, đúng không anh chị? Hấp thụ hai cái vùng đỉnh cũ và nó đang có những yếu tố suy kiệt khối lượng, ở đây không còn ai bán nữa rồi. Và ở đây mọi người phải lưu ý giúp em nhé, con này có một mẫu hình rất là đẹp, đó là mẫu hình gì? Đấy, vai đầu vai ngược nha, vai nè, đầu nè, vai nè, cái vai đầu vai ngược. Thì cái mẫu hình là đấy, mẫu hình vai đầu vai ngược. Mẫu hình vai đầu vai ngược là một cái mẫu hình mà em đánh giá là nó rất là tiềm năng cho anh chị nhà đầu tư. Đây, đúng không? Những cái mẫu hình như thế này, cổ phiếu rũ xuống test lại tạo ra một cái pha sprint, sau đó hiện tại sideways quanh cái vùng này. Thì con Get hiện tại nó nằm ở quanh cái vùng này mà mọi người có thể là lưu ý ha. Get là một trong những loại cổ phiếu mà đánh được. Đấy, quanh cái vùng này anh chị cứ tự tin anh chị gom cho em. Mọi người đừng có sợ một cái biên lỗ ở trong ngắn hạn. Em nói thật với anh chị nhà đầu tư đó là trong cái giai đoạn vừa rồi mọi người biết là cái vùng gọi là cái vùng DG quanh cái vùng này nè. Bên em có vị thế ở quanh cái vùng này. Nhưng mà thực chất chúng ta gom từ cái giai đoạn phía trước rồi, tức là chúng ta gom xong á, chúng ta có những khoản lỗ mà chúng ta gặp phải đó tầm khoảng là 3-4%. Có những cái thời điểm chúng ta bị âm 3-4% đối với cổ phiếu này, nhưng mà em vẫn giữ. Tại vì chúng ta đã xác định là thị trường là thị trường uptrend, thị trường là thị trường chỉ rũ bỏ và test lên. Và sau những cái pha rũ bỏ này cổ phiếu chạy rất là mạnh. Thì cái chúng ta quan tâm đó là không quan tâm về ngắn hạn, cũng như em nói anh chị nhà đầu tư là từ đầu cái video ấy, tức là thị trường của chúng ta đầu tuần sau khả năng cao nó cũng sẽ có rung lắc, nhưng mà mình theo một cái view, đó là cái view nhìn dài ra. Đầu tư mà nhìn 1-2 ngày sao đầu tư anh chị, đúng không? Đầu tư mà nhìn 1-2 ngày thấy lỗ sợ quá bán ra làm sao đầu tư được. Và chúng ta nhìn dài ra một cái con sóng thì em thấy là sóng DG nó có ấy, và chấp nhận luôn ấy, rủ luôn, rủ kệ mày. Sau đó sẽ có những cái xu hướng về việc là gia tăng thêm tại những cái vùng trên này khi cổ phiếu xác nhận, và hiện tại chúng ta đang có một cái vị thế rất là tốt. BDR nó cũng như thế thôi, tại vì bên em là mua chung. Em mua thời điểm đầu tháng 3 anh chị ha, đầu tháng 3 mình mua, nhớ đúng y là ngày đầu tháng 3 này. Đấy, đầu tháng 3 anh chị nè, chưa có gọi là DG, chưa có BDR múc hết cho em ở quanh cái vùng này. Ấy thì cái vùng này target mình dời rồi nha. Thì đoạn này anh chị hình dung ra giúp em là ở những cái mã cổ phiếu như là BDR, DG này, hiện tại anh chị thấy là miễn là chúng ta đánh giá được cái xu hướng tổng quan cổ phiếu, chúng ta sẽ có một cái mô hình rất là đẹp nha. Như tại vì sao là cái đoạn vừa rồi con Get này, đoạn trước con Get nó cũng có anh chị nè, mô hình vai đầu vai ngược này nhiều lắm anh chị. Cái con Get này hay đánh theo cái mẫu hình là vai đầu vai ngược lắm, vai này, đúng không ạ, đầu này. Đấy, chúng ta nắm cho một cái giai đoạn gọi là tích lũy hướng lên, và nó sẽ cho mình những cái biên lợi nhuận rất là to ở trong cái giai đoạn phía sau, như Techcombank anh chị, đúng không ạ? Đấy, Techcombank này ở đây một trong những cái mẫu hình hai đáy lên tới đây. Ví dụ như bây giờ anh chị mua ở đây. Đấy, anh chị thấy là hầu hết những cái mã cổ phiếu trong cái giai đoạn hiện tại nó nằm ở quanh cái vùng này nè, đúng không? Midcap nó nằm ở quanh cái vùng này nè. Nhưng mà anh chị mua xong rồi, anh chị mua đúng điểm rồi, anh chị cứ mua ở trên vùng này hoặc là vùng cao nữa, em đánh giá cũng chả sai, miễn là cổ phiếu anh chị là cổ phiếu khỏe. Nhưng mà cái mà chúng ta thường hay mắc sai lầm á, đó là chúng ta thiếu cái sự kiên nhẫn ở quanh những cái vùng này. Tại vì thị trường á, bản chất của nó chỉ có 20% là sóng thôi,
còn 80% còn lại là cái quá trình về mặt rũ bỏ và tích lũy lại, đúng không ạ? Cho nên là đoạn này mọi người hình dung ra đây là cái những cái thời điểm mà anh chị đòi hỏi của anh cho anh chị nhà đầu tư mình phải có những cái sự kiên nhẫn ở trong đó, thì mọi người có thể là tham khảo thêm như là con CEO chẳng hạn, đúng không ạ? Đây là cổ phiếu mà em đánh giá đã tương đối yếu ấy, thì nếu mà mọi người cứ tham gia vào những cái mã cổ phiếu này, giai đoạn sau nó chạy thì nó cũng sẽ chạy thôi, nhưng mà cái biên độ lợi nhuận của anh chị nhà đầu tư nó sẽ không bao giờ nó bằng những cái mã cổ phiếu kênh trên được. Em có lấy ví dụ cho anh chị nhà đầu tư về con SHB hay là con AIB ấy, và bây giờ chúng ta đi so với ACB hay là BIDV đi, khi thị trường hồi những cái con kia nó cũng hồi, nhưng mà AIB hay là SHB nó không hề hồi. Và ở giai đoạn phía sau khi mà cổ phiếu tích lũy đủ rồi thì AIB hay là SHB nó vẫn sẽ chạy, hay như con sale này nó vẫn sẽ chạy thôi, tại vì gom xong rồi tích lũy đủ rồi cũng phải đánh lên để phân phối hàng ra, đúng không mọi người? Nhưng xét theo tổng thể của thị trường thì anh chỉ nắm những cái mã cổ phiếu này, cố thủ những cái mã cổ phiếu này rất mất thời gian và cũng như là không đem lại một cái hiệu suất đầu tư nó tối ưu. Bây giờ thị trường uptrend nó có hạn, 2 năm mới có một lần, anh chỉ cố thủ những cái mã cổ phiếu như thế này làm gì? Và em có nói rồi, những anh chị nhà đầu tư mà chúng ta thấy những cái bạn gọi là gì anh chị, thấy DG, BDR tăng nhảy vô hô, đất xanh này chưa tăng này anh chị nhảy vô múc, ấy, CEO chưa tăng này nhảy vô mua đi, nhưng mà thật sự là những cái bạn đó đang gọi là có vấn đề về chuyên môn và cũng như là tự hỏi xem là ở những cái vùng này tư vấn cho mọi người vào cổ phiếu yếu làm gì. Vậy bây giờ mua tư vấn cho những cái mã cổ phiếu yếu cho tới bây giờ người ta vẫn chung vốn, đúng không, chưa có về bờ được đâu, và cũng như là biên lợi nhuận thì nó không có bao nhiêu đâu. Cho nên em nói thật mọi người đó là đoạn này cứ nhắm cổ phiếu kênh trên mà anh chị đánh cho em, như là SHS này chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng cổ phiếu nó rũ về vùng phía dưới này, thì đây sẽ là những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán mà anh chị có thể lưu tâm ở trong cái dạng tuần sau, nó rũ về quanh cái vùng giá là 19.9, 19.8 múc múc lẹ luôn, đúng không mọi người? Tại vì căn bản là những cái vùng như thế này khối lượng dòng tiền nó có, tức là cầu nó có vào nhưng mà cung nó không có thoát ra, đúng không ạ? Có cầu mà không có cung thì cổ phiếu đang ép rũ anh chị nhà đầu tư thôi. Ví dụ cho anh chị nhà đầu tư là những cái vùng như thế này, mọi người thấy không, khi mà cổ phiếu nó có những cái xu hướng là vượt kháng cự nè, thì con SHS này nó sẽ có những cái xu hướng về việc rũ bỏ trở lại ở trong một cái biên độ ngắn hạn tầm khoảng vài like thôi, tại vì con này hay rũ kiểu thế. Mà anh chị để ý là những cái cung này có phải là tổ chức người ta bán không, có những cái cung này chủ yếu nhà đầu tư đeo bám, người ta thấy lâu hay là thấy lỗ lỗ người ta bán ra, người ta cắt lỗ thôi, cắt lỗ xong nó bay như chim như thế này, đúng không mọi người? Đấy, thì ở đây nó cũng tương tự như vậy, tức là mỗi lần cổ phiếu muốn đi lên mạnh, em nói thật với mọi người đó là mọi người phải nhìn cái pha rũ của nó. Cổ phiếu nào mà nó cứ bò bò nó đi lên á thì không bao giờ nó mạnh được, không bao giờ nó tăng mạnh được. Nhưng mà một cổ phiếu hay là thị trường chung của chúng ta nó cũng như vậy, thị trường mà nó rũ hay là cổ phiếu nó rũ anh chị nhà đầu tư ấy, thì ở trong cái dòng phía sau phần thưởng cho anh chị nhà đầu tư ở lại nó tăng rất mạnh, đúng không ạ? Em lấy ví dụ này, những cái pha ở trong dạng phía trước này cổ phiếu gọi rũ xong rồi nó tăng tóm cái đoạn nó bò bò đi lên như này, nó không được bao nhiêu lợi nhuận đâu, nhưng mà chỉ cần nó rũ xong thôi à, giai đoạn phía sau mỗi ngày mở mắt ra anh chị đếm lại, và cho tới cái giai đoạn gọi là khi mà tăng anh chị nhà đầu tư thấy tăng xong nhảy vô mua, nó tích lũy lại nó rũ thêm một cái nữa, tức là mỗi lần rũ là mỗi lần tăng rất mạnh, mọi người hình dung không ạ? Tại đây thì đoạn này chúng ta cũng có thể là lấy ví dụ như con SHS này cũng được nha, ấy như là con MBS, đúng không? Mỗi lần nó rũ mạnh là mỗi lần nó hồi mạnh, mỗi lần rũ mạnh là mỗi lần tăng mạnh, anh chị hình dung không ạ? Đấy, thì những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán vẫn sẽ là những cái mã cổ phiếu mà anh chị nên focus vào. Và nếu mà chưa có hàng chú ý là SHS và Covid thì em đánh giá nó vẫn ok cho anh chị nhà đầu tư mình. Riêng đối với Covid này ngày mai nó có điểm mua luôn. Đấy, ngày mai nó có điểm mua luôn, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo đối với cổ phiếu này cho em. Mua là mua, không có gọi là không có tham khảo hay gì hết trơn anh chị. Đó, chúng ta phải có cái sự quyết liệt ở trong này. Và mọi người hình dung ra cho em á, là những cái vùng mà cổ phiếu đang bắt đầu có những cái xu hướng là test lại hấp thụ kháng cự cũ ấy, thì nó vẫn có yếu tố về mặt duy trì, đúng không ạ? Tức là một cái mã cổ phiếu ấy, mà nó test lại vùng cản cũ, test lại về cái vùng này, tức là nó đang cứu rất nhiều anh chị nhà đầu tư. Nó cứu những anh chị nhà đầu tư chu kỳ trước chúng ta kẹp, nó cứu đi những anh chị nhà đầu tư chu kỳ 2021 năm 2022. Nó gọi là gì anh chị, nó cho anh chị về bờ luôn. Bây giờ ai ông nào kẹp hàng tôi cho ông về bờ hết luôn đấy. Mà khi mà nó đã cho anh chị nhà đầu tư về bờ, đã thoát ra được rồi thì chắc chắn với anh chị nhà đầu tư là những cái vùng này nó sẽ không dừng lại và nó tạo đỉnh đâu. Tại vì quanh cái vùng này ai, ví dụ như bây giờ nó là đỉnh thì ai cũng biết là đỉnh, ai cũng có nhu cầu bán ra, ai cũng có nhu cầu thoát vị thế ở quanh cái vùng này, thì ai là người phân phối, ai là người mua những cái lượng hàng phân phối của tổ chức, đúng không mọi người? Nó phải kéo hơn nữa để làm ra một cái hiệu ứng FOMO cho anh chị nhà đầu tư. Lúc mà anh chị nhà đầu tư không đề phòng á thì nó mới có yếu tố về mặt là xả hàng cho mọi người, đúng không? Như những cái vùng này nè, à, không bao giờ mà nó đánh bằng mà nó đi tạo đỉnh cả mọi người, ha, không bao giờ mà đánh bằng đi tạo đỉnh cả. Em cũng như là cái trường hợp nhỏ nhỏ như này, đúng không?
Đấy, bây giờ cái đỉnh cũ nó ở đây hoặc là đỉnh ngắn nó ở dưới đây luôn, không bao giờ mà nó đánh bằng bằng đâu. Một là cao hơn, đúng không anh chị? Hai là thấp hơn. Ấy mà hiện tại nó đã vượt rồi thì nó chắc chắn nó phải cao hơn chứ, đúng không ạ? Như con vít thì anh chị có thể lấy vị thế luôn cho em ở quanh cái vùng này và chúng ta kỳ vọng cho một cái target vượt đỉnh trong cái phía sau. Biên độ lợi nhuận 15-20%, stop loss 70%, như thế đơn giản anh chị ha. Đấy, tiếp theo là những cái mã cổ phiếu như dòng ngân hàng và cũng như là Nam Kim có dòng thép. Đoạn này anh chị có thể chú ý thêm dòng thép, tại vì dòng thép đoạn này thì em đánh giá là những cái quá trình rũ bỏ của nó đã xuất hiện rồi. Con này đánh giống Nam Long nha, con này đánh giống Nam Long đang reset lại cái vùng nền cũ, khối lượng bán là không cao thì đoạn này anh chỉ có thể lấy thêm trong cái bối cảnh mà giá HRC đang có những cái xu hướng phục hồi rất là tốt như vậy, thì anh chỉ có thể là hoàn toàn kỳ vọng về những cái góc độ đấy và cũng như là doanh thu lợi nhuận của dòng thép đoạn này nó ban bố rất là tốt anh chị. Có chăng là nó sẽ có những yếu tố phản ánh sâu tinh nhá, nó hợp thức hóa sâu tinh thì anh chỉ cứ chơi đi, đoạn này đang rũ bỏ thôi. Ấy anh gì ạ, như là Nam Kim này đúng không ạ, Hòa Phát thì chúng ta có thể thấy là cổ phiếu đang có những cái xu hướng là kỳ công lắm rồi, mà những cái vùng kỳ công như này nó sẽ có những cái yếu tố là đánh thôi, cho nên anh chị hình dung ha, những cái vùng như thế này chúng ta hoàn toàn có thể là lấy vị thế thêm. Và cũng như là CTG này, đây là một cái mã cổ phiếu dòng ngân hàng mà tuần vừa rồi bên mình lấy đối với con này thì CTG anh chị chưa có ngân hàng lấy cho em, còn đã có ACB có BIDV rồi thì thôi cứ giữ. Còn bên mình là ngày hôm qua mình ngày thứ sáu mình cơ cấu con Tiên Phong Bank đi, tại vì nó cũng tương đối yếu, tức là đoạn này mình sẽ tập trung hết vào những cái mã cổ phiếu mà nó đang ở top 1 dẫn đầu ngành để mình đánh thôi. Còn đoạn này mình không có đánh lan man cổ phiếu loại 2 hay là cổ phiếu loại 3 hay là ăn sóng hồi gì, nó rất mất thời gian và cũng như là nó rủi ro khi thị trường điều chỉnh. Những cái mã cổ phiếu mạnh là những cái mã cổ phiếu chỉnh rất ít, nhưng mà khi mà thị trường điều chỉnh những cái mã cổ phiếu yếu này như MSB anh chị này, anh gì thấy không, nó đã yếu rồi, luôn luôn nó yếu rồi. Đấy, và nó mất rất nhiều thời gian để nó có những cái xu hướng nó phục hồi cho anh chị nhà tư mình, đúng không ạ? Như là SHB này, đúng không, yếu là vẫn yếu và nó không có cơ sở để phục hồi. Bây giờ CTG hiện tại đang ở đây mà con này vẫn ở dưới, đúng không? CTG đoạn này hôm hôm thứ sáu, hôm thứ năm, thứ sáu test lại vùng gap cũ, rút chân khối lượng kiệt như này, đoạn này anh chỉ có thể là cân nhắc chúng ta gọi là chúng ta vào ở những cái vùng như vậy, tại vì căn bản là những cái thời điểm mà rủ bỏ trước đó ấy, những cái mặt cổ phiếu này rủ rất mạnh rồi, rủ những cái vùng như này rủ cho 2 cây như thế này, tâm lý nhà đầu tư mình chịu không nổi, người ta thoát ra ngay. Mà khi anh chị thấy là người ta thoát xong rồi cổ phiếu nó đánh rất là nhanh, không, tức là nó đánh nhanh như thế này á để cho những anh chị nhà đầu tư mà đã lỡ bán ra ở vùng dưới này người ta không dám cover, mà khi không dám cover thì lên tới cái vùng này, đây là một cái vùng nhẹ tàu và anh chị có thể hình dung ra đây là cái vùng nặng tàu, và qua một cái vế bên phải đó là cái vùng nhẹ tàu thì cổ phiếu sẽ điều chỉnh rất là nhanh ấy, và nó sẽ có yếu tố bứt thoát rất là nhanh, thì anh chị có thể hình dung ra cho em ở những góc độ. Và đối với lại cái dòng ngân hàng thì em sẽ chủ trương về cái vận động về mặt là kỳ vọng cho một cái quý thôi, đánh ngân hàng thì đánh gọi là dài hơi hơn, còn trước mắt thì chúng ta cứ ưu tiên về những cái nhóm như là bất động sản và chứng khoán để chúng ta tìm kiếm cơ hội và biên độ lợi nhuận nha. Nhá, như là Hà Đô hay là HDC thì anh chị hình dung ra nó yếu, nó vẫn hoàn yếu, đúng không anh chị? Nó có chạy được đâu, tại vì căn bản là đây là cổ phiếu loại 2. Đấy, mọi người hình dung là nó tạo hai đáy nè. Tại sao DG cũng hai đáy? Đấy, DG hai đáy cũng bé hơn đáy này cơ, nhưng mà nó vẫn chạy. Đấy, con này hai đáy to đùng như thế này mà nó vẫn không chạy. Thì mọi người phải xác định cho em là mọi người đừng có đánh những cái mã cổ phiếu gọi là yếu đoạn này, cứ nhắm cổ phiếu khỏe mà mọi người đánh. Ha, cho nên anh chị cứ hình dung ra em ở những góc độ đó là cổ phiếu mạnh và cổ phiếu yếu ha, như là HDC nè, tích lũy đủ, tích lũy rất là lâu như này rồi mà tại sao nó vẫn không chạy? Tại vì căn bản khi mà cổ phiếu nó vừa mới tạo đáy xong và nó muốn đánh bứt thoát lên anh chị là nó sẽ đánh như cái đoạn trước này, không cho anh chị nhà đầu tư mua đâu ấy, không cho nhảy vô mua đâu đấy, mà nó gọi là khi mà đánh bứt thoát lên xong ai cũng thấy tạo đáy, ai cũng thấy gọi là tạo gọi là có tiềm năng tăng, người ta nhảy vào những cái vùng tích lũy như này thì cổ phiếu hiện tại nó vẫn rất là nhẹ tàu. À, nó vẫn rất là nặng tàu, anh chị hình dung không ạ? À? Cho nên là đoạn này những cái gì mà em muốn hướng đến cho anh chị nhà đầu tư đó là một cái thị trường mang cái tính chất là rung lắc, hiệu ứng hướng lên thì bao giờ nó cũng sẽ có yếu tố gọi là reset lại trước khi cho chúng ta những cái đà tăng. Cho nên là cái chúng ta cần ở trong cái thị trường này đó là giữ vững tâm lý, cái biên độ của thị trường ấy vẫn sẽ là cái biên độ 1295 tới 1260, chỉ cần vượt ra khỏi vùng 1295 này thì chúng ta sẽ có target 1315 điểm nha. Thì đoạn này anh chị có thể hình dung ra những cái vùng kháng cự ở đây nha, ở quanh cái vùng trên này, và chúng ta sẽ có những cái target ngắn hạn ở trong những sắp tới. Và khi mà thị trường bắt đầu có những cái biến động ở phía dưới này thì anh chị cứ hình dung là vững tin và nắm hàng, và cũng như ai chưa có hàng canh gom hàng, ai có hàng rồi thì cứ ngồi yên chờ có những cái xu hướng về vận động tăng giá của thị trường. Ấy, trong quá trình mà chúng ta nắm giữ hàng, ưu tiên cho em đó là những cái sự chọn lọc về cổ phiếu, con nào khỏe giữ, con nào yếu bán, con nào yếu cơ cấu
À, không biết cơ cấu cái gì thì cơ cấu thẳng tiền mặt cho em, để giai đoạn sau thị trường của chúng ta nó có điểm mua thì chúng ta gia tăng thêm những cái mã cổ phiếu yếu, tránh gia tăng thêm những cái mã cổ phiếu mạnh, tránh những cái trường hợp mà anh chỉ cứ cố thủ một cái mã cổ phiếu thì cho tới hết sóng nó còn không chạy là xong là toang anh chị ha. Ấy thì đó cũng là những cái chia sẻ mà hôm nay chúng ta đi nói với nhau về thị trường. Còn những góc độ khác như là bên thanh khoản hay là bên VND trong những tuần sau thì em sẽ có những cái xu hướng nó cập nhật thêm cho anh chị nhà tư. Tại vì khả năng cao là khi mà VND được giao dịch lại thì những cái cung hàng mà nhà tư đang kẹp ấy, người ta cũng sẽ có những cái xu hướng nó bán ra vì gọi là sự kỳ vọng cổ phiếu nó đang bị giảm sút đi, bán ra vì những cái sự đảm bảo tài sản của mình, khi mà em nghĩ là sẽ có khá nhiều nhà tư người ta gọi là chuyển sàn thì các cái yếu tố nguồn cung nó sẽ xuất hiện. Thì anh chị cứ gọi là lưu ý cho em những cái vùng biên độ vận động, khi nào mà thị trường vẫn ở trong cái vùng biên này là một cái thị trường rất là ổn ha, chẳng có vấn đề gì cả, thì anh chị cứ trên tinh thần là nắm giữ hàng cho em thôi. Ok, chúc anh chị nhà tư mình có một cái cuối tuần an lành vui vẻ ha, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại anh chị nhé. Mọi người đừng quên trước khi kết thúc video thì để lại cho em một đăng ký kênh cũng như một like để ủng hộ cho em nhé.